đang đi thì đánh rơi con bò, tài xế quay lại tìm, nhưng đã bị hôi mất từ lúc nào. Lời kêu gọi cầu cứu, dở khóc dở cười của một tài xế. Chót làm rơi mất bò, đến khi quay lại, thì bò đánh rơi đã bị, người qua đường dắt đi mất. Hôi của thì cũng có hôi này hôi kia. Nếu như trước đây có chuyện hôi bia, hôi nước ngọt, hôi thực phẩm, thậm chí là hôi vịt, từ những tai nạn của các chiếc xe chở hàng, thì quả thực đây là một vụ hôi của hy hữu. Chuyện xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 6, trên quốc lộ 51, hướng từ ngã ba Thái Lan về bò sữa Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi lái xe đi qua khu vực xã An Phước, thì Chót đánh rơi mất một con bò xuống đường. Nhưng lại chẳng hề hay biết. Sau đó, người dân có lòng tốt, lái xe chạy theo xe chở bò của tài xế bất cần trên, thông báo cho lái xe về con bò bị đánh rơi kia, thì lái xe này mới quay lại để nhặt bò mình đã đánh rớt. Tuy nhiên, có lẽ do đã đi mất một đoạn đường mà không biết quân số bò bị thiếu, nên khi quay lại thì chú bò lạc đàn ngơ ngác, đã được ai đó dắt đi mất. Tài xế chỉ còn biết lên cộng đồng tài xế lái xe đăng tải thông tin về việc mình bị hôi mất bò do bất cẩn đánh rơi. Mong mọi người có thể tìm thấy con bò đi lạc của đàn, vì tài xế cũng chỉ đi chợ thuê. Giá thành của một chú bò sữa bị đánh rớt kia khá cao. Nếu phải đền bù, thì đó quả là số tiền khá lớn với tài xế này. Hình ảnh của chú bò mất tích được đăng tải kèm với bài viết. Đặc điểm nhận dạng, có màu lông hơi trắng, khi bỏ đàn ra đi, được đánh dấu mực trên trán, ai biết chú bò ở đâu. Xin liên hệ với tài xế, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Đặc điểm nhận dạng của chú bò là có màu hơi trắng. Khi bị đánh rơi trán có đánh dấu mực. Khi bài đăng tải này được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người cho rằng đây là tình huống không biết nên khóc hay cười. Nhiều người cho rằng đến con bò to như vậy mà vẫn bị hôi đi mất, thì thật là thật sự trái khoái. Một số bình luận cho rằng cũng may là khi chú bò bị đánh rơi xuống đường kia không gây ra tai nạn nào cho người đi đường, và mong rằng tài xế sớm tìm được bò lạc của mình.